Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng và chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Công điện nêu tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong khu vực vẫn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trong nước, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát triệt để, nhất là tại các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam và một số địa phương tập trung đông dân cư, giao thương lớn. Thời gian vừa qua thì một số tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên thì tại một số địa phương, việc thực hiện giãn cách vẫn chưa được triệt để, còn tình trạng người dân di chuyển và lưu thông với số lượng lớn. Ca bệnh phát hiện trong cộng đồng vẫn gia tăng. Trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, dễ làm tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe và tính mạng của người dân. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt và có hiệu quả cao với các biện pháp phòng và chống dịch trên địa bàn. Mỗi người dân chúng ta cần chung tay chống dịch và nâng cao tinh thần tuyệt đối, thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị từ nhà nước để đẩy lùi dịch bệnh một cách tối đa nhất.